Xin chào các anh chị, hôm nay buổi chiều trên sân thượng đó. Hôm nay nhà em thu hoạch rau má. Đây mẹ của em đây. Đây mẹ của em. Chào các bạn nha, hôm nay mình sẽ thu hoạch rau má và bón phân cho rau má luôn. Đó. Đây cho các bạn xem cái rau má của mình. Cái này là mình sẽ cắt bằng và cắt đều hết. Mình bón phân cho nó một loạt luôn và nó sẽ lên rất là đều. Mình thu hoạch vậy nó rất là dễ. Đó. Đây cho các bạn xem. Những cái cọng mà dài dài như vậy nè các bạn, mình cắt luôn. Cái gì mình nấu canh ăn nó rất là ngon. Đó. Bây giờ mình sẽ thu hoạch cho các bạn xem ha. Giờ cắt sao mẹ, hái từng cọng hay sao mẹ? Mình sẽ cắt hết luôn. Nó rất là dày luôn nè. Nó nhảy rất là dày. Đó. Cắt bằng hết một loạt luôn. Cái gì là rau lên đều và đẹp lắm, rất là ngon. Ủa ăn cái dây này được luôn hả mẹ? Ăn được chứ, cái rau đó để luôn, cắt cái cọng đó mình ăn luôn. Ồ quá trời luôn trời. Cái rau này là mình phải cắt nó non non về nè ăn cho nó ngon. Chứ mình mà để nó già ăn nó không ngon, nó dai. Này nấu canh thịt bằm ngon mày ha, hay ăn sống ngon ha. Ăn sống ngon, nấu canh thịt kho hột vịt chấm ăn hết sảy luôn á. Nhưng rau má em khoái nhất là ăn gà chiên nước mắm á. Trời ăn cái này rau má sống là ngon. Hợp lắm á, hợp với món đó lắm. Đùi gà hay cánh gà chiên nước mắm mà. Cắt sạch hồi xuống dưới mình lựa lại thôi mà. Vì nó cũng sạch rồi. Dạ. Cắt con khỉnh thôi mà nó đã nhiêu đây rồi. Nhiều quá à. Nó dày đặc á. Cũng phải cắt hết mẹ. Cái này mình cắt mình để tủ lạnh không biết để lâu không mẹ ha. Để lâu, rau này mình trồng rau sạch nó để rất là lâu. À. Ồ, vậy là rau gì mà nó có đắng đắng là rau mát á. Đây giống như rau đắng này, cũng mát. Rau má cũng mát. Mình hái một mớ rau má ha, mớ rau đắng nữa ha, cái là mình trộn lại á, mình chấm thịt ăn nó rất là ngon. Thêm vài lá cải bẹ xanh nữa ha, còn ngon nữa. Cải bẹ xanh mình mới trồng. Mới trồng hả chị, to lẹ ghê không? À, quyên dãy luôn à. Ừ, mẹ cắt vậy họ đợt sau nó rơi một lượt nữa ha. Đúng rồi, mình cắt gì nè, cái mình bón phân nó đó, cái nó sẽ lên một loạt luôn đều. Mình thu hoạch nó rất là dễ mà non, nó ra nó ngon đều luôn. Chứ mình cứ nhổ nhổ không á thì rau cái cọng già cũng non, nên mình khó ăn cái gì là ngon nhất. Cắt xong sẵn lựa luôn hay thiệt. Ủa cái này là mình trồng khoảng chừng một thùng với hai thùng thôi là đủ ăn nha. Trồng nhiều quá không có hết đâu, nó rất là nhiều các bạn thấy không, một thùng thôi á mà nó nhiêu đây rồi, chưa nha, chưa hết luôn á. Nó có cái rễ luôn.
Sao rau má của mình lá nhỏ mẹ? Không, rau má nó tới hai loại rau má lận. Hai loại hả mà? Ừ, đúng rồi, một loại lá lớn. Lá lớn á là cái lá lớn là cái cọng của nó bự dữ lắm nha. Đó. Trời ơi, bên chỗ này một nồi luôn à. Kéo không ra. Cái rau má mà lá lớn là cái cọng này nè. Cái cọng này nè. Nó rất là bự mà nó, dạ, nó dài luôn. Bự dài luôn à. Còn cái này cái lá, cái cọng nó có chút xíu mà ăn ngon. Dạ. Cái gì nè, vô rửa là nó canh luôn, ăn ngon, rất là ngon. Trời, hấp dẫn quá, trời ơi, trắng trắng đã ra. Ừ, nó non á. Nhà mình mà có ăn gì mà thu hoạch gì hay thu hoạch nó đều đều gì nè, nó ngon. Rau đắng cũng vậy nè, rau đắng cái thu hoạch nó đều đều là nó ngon dữ lắm. Thu xong bỏ bịch để tủ lạnh ăn hoài luôn à. Ăn long hư. Đó, xong rồi cái bắt đầu là mình sẽ bón một ít phân lên trên này. Bón ít phân lên. Đó. Cắt vậy nó chết nó cũng thành không, phân không. Thôi đúng không? Không không, đâu có chết. Cái gì chết trời ơi, nó dữ lắm. Nó không, con ý là cắt mấy cái lá này để vậy luôn không? Mấy cái lá này có rớt đây thì nó héo thì cũng đâu có sao. Rồi nó héo không sao, nó thành phân luôn. Ừ. Đó, bây giờ là mình sẽ bón một ít phân vô đây cho các bạn xem ha. Vì cái đợt sau á nó sẽ lên rất là bằng luôn. Mà rất là đẹp luôn. Cho các bạn xem, đây là đất của nhà mình ha, đất này ha, đất này là đất là mình của cái mình ủ từ trong cái lá dây mướp bầu bí rồi đó, đây nè, đó. Còn ở đây là mình cho một ít phân gà vô nè, các bạn xem là một ít phân gà nè. Đây là phân gà đã ủ hai rồi ha, đó. Mình trộn nó lên. Nó bám xung quanh rất là nhiều. Mình chỉ là rải một lớp đất, với lại cái lớp này mình trộn một ít phân gà vô. Các bạn xem. Đất với phân gà mình đã trộn vô trong này rồi. Đó. Bây giờ là mình phủ một lớp lên trên này là nó sẽ nảy cái mầm mà nó lên cho các bạn xem. Đó, em thấy mẹ hay quơ vậy là ví dụ như đất hay phân gì nó dính trên lá cái nó tự nó rụng xuống à. Theo con lắp bít luôn cho gọi. Đó, một ít gì thôi. Đó. Rồi bắt đầu bây giờ là mình sẽ tưới cho các bạn xem ha. Em sẽ tưới, dụng cụ tưới thật là chuyên nghiệp. Ồ, tưới vậy nó trôi hết xuống rồi mẹ, nó thấm nó rút rồi mẹ. Xét góc rồi mẹ, xét góc rồi mẹ, xét góc cho mẹ. Ừ, đúng rồi. Đợt sau á, mình có quay clip á, mình cho các bạn xem lại luôn cái rau má của mình nó lên ha. Rồi. Đầu clip thì nó quá đẹp, cuối clip nó trụi lưỡi. Ồ, rau đắng rồi, đã ghê rồi. Rồi, cho các bạn xem là mình chia sẻ cách mà mình trồng cái rau má ha. Dạ. Mình cắt rau má ha. Dạ. Cắt sao cho nó đều ha. Rồi dạ. Mình bón phân để đợt sau cái rau má mình nó lên rất là đều luôn. Dạ. Đó, mình phải phải nhổ từng lá nó rất là cực mà nó già. Mẹ cầm thao mẹ, chụp đây, hình cho mẹ. Các bạn xem. Ừ. Đó. Một thùng này là mình cắt được một lỗ nè. À. Rất là ngon, rau rất là ngon. Cái rau này là vô ăn sống, còn mấy là mình sạch tỏi ăn cũng ngon dữ lắm. Dạ. Rồi, mình chào các bạn nha. Dạ, chào mấy anh chị, chúc một ngày tốt lành nha. Bye bye.